Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ xin một tràng pháo tay để chào đón bạn Gia Huy. Xin chào thiếu niên nói, em tên là Trần Gia Huy, hiện tại học lớp 12 của UKA Bình Thạnh. Thì hôm nay em muốn kể một câu chuyện về cái áp lực học tập của em trong cái năm 12. Và đồng thời cũng là học thêm một cái chương trình gọi là NCUK của anh. Nó là một cái chương trình dự bị đại học. Năm 12 này thì như mọi người cũng đã biết là nó rất là áp lực. Và đồng thời thì cái chương trình NCUK được gọi là chương trình dự bị đại học IFY. Thì nó là một chương trình bao gồm 4 môn, nhưng mà thật sự không hề dễ. Tại vì những môn này là những môn mà chưa có ở trong những cái năm học phổ thông hay là trường trung học cơ sở. Well, NCUK is a unique program that gives students the access to universities abroad, particularly within the UK. You could argue it's a stepping stone, but NCUK isn't just about the academics. It's a whole program that supports students, not just with the academic grades they need to access universities in the UK, but also to give them the skill set they need to study at a university level. That NCUK offered, we have the business streams that UK Academy is now offering to the students. We have the science streams, humanities, engineering streams. And also there will be a big support for the students in their foundation year, and they will going to have background of the culture abroad, especially in UK. And then when they go to UK, they already know what they're going to do. Because of the support from NCUK and UK Academy, they already know what they will be doing. Khi mà mới vô học chừng 1 tháng, 2 tháng, em thật sự rất là áp lực. Thật sự lúc đó là em bỏ cuộc, em không muốn đi học luôn, em không dám đi học luôn. Trong 6 tháng này em phải dằn vặt dữ lắm. Và có sự giúp đỡ của những thầy cô tiếng Anh của em. Từ những cái bước đầu tiên, đưa ra những cái kiến thức mà đơn giản nhất để em có thể hiểu được và áp dụng theo cái công thức mà trong cái sách nó đã ghi. Vậy là ngoài chịu áp lực ra thì cái chương trình này nó mang lại rất là nhiều cái điều bổ ích và tốt đẹp cho anh, đúng không? Cho nên anh mới theo đuổi tới bây giờ, đúng không? Dạ, cố gắng như lắm luôn. Đúng rồi, cố gắng quá. Em muốn gửi một vài lời tới thầy cô của em, người đã giúp em đưa ra những cái kiến thức đơn giản để mà đưa vô những cái trang sách vở để mà em dễ hiểu hơn ấy. Dạ. Thì em sẽ được nói bằng tiếng Anh. Yes. Dear Mr. Alex, dear Miss Rana, I would like to say thank you to you too, for helping me through not just NCUK programs, but also the last 3 years of my academy. I would like to say thank you. Anh Huy ơi, trời ơi, thấy anh với lại thầy cô rất là thân thiết, thì mình có cái kỷ niệm đẹp nào mình muốn chia sẻ ở đây không ạ? What is the most memorable thing that you join with your teacher? Oh, that's a lot. Yeah, really a lot. Really a lot. The best thing. Do you remember when I just came into your office and... You're talking about the time when you wanted to speak about just your personal feelings at that time. Yeah. No, I understand, yeah. I understand. Even back from when I remember when I was just, you know, teaching you within your lessons. We used to sit at the end of the lesson, sometimes speak about, well, life skills, life lessons. But honestly though, Travis, it's been a pleasure to see you, you know, from the beginning, when you were the student sleeping in the lesson. To now being on the international program and being able to have chance to study in the UK, like, it makes me very proud to see you do that. Yeah, it's not really, like, you know, easy for you. Yeah. It's because, like, having two programs for you to, you know, jive it in, we do understand how you feel. But you have to believe in yourself more that you can do it, because if you surpass the semester one, why can't you do it in semester two until the end of the academic year? It's just for you to believe in yourself, because we do believe in you, and you will going to succeed and you will going to reach your goals, so don't worry about it. I remember that we used to have many conversation about believing in myself. Yes. Yeah, yeah. Quite a lot. That is your biggest obstacle, Travis. Yeah. Is to really believe in your own ability and, you know, to push yourself to that limit. So
Since moving to this school, I never thought that I would make a big change like this. I never promised that I would get it as 100%, but I'm sure to you that I will try my best for 100% to get it. We are just here to support you. We are at the back, always there to support you. Whenever you want to fall, we will be the one who going to push you back to stand up. I think you got some work on the office, right? Probably. See you here. Take care, okay? Take care. Good to see you. Good to see you too.